Rượu đéo ở tầm này. Tao định nay tao định về nhà lấy rượu rồi. Nhưng mà rồi đủ vô. Vừa mới gót, đổ hết vô. Rồi, nào men thì chưa? Men thì chưa? Nóng bê tông phát nào. Mày đổ bê tông phát đi. Thôi đứa nào để uống đồ chưa này? Vô. Con đi ra. Bóng căng chỉ. Cái bóng thẩm mỹ. Mà con đi ra đẹp nên nó để uống mấy là chúng mình nó đẹp hơn mình. Ngồi ngon trai đẹp. Tùng Nhật Lê ơi, quán này ấy, người ta có một cái là tặng voucher cho bàn mới sau 22 giờ là khách nữ. Bàn từ 3 khách là voucher 200.000. Bàn từ 5 khách là voucher 300.000. Nhà tao có 5 con đàn bà ngồi đây rồi. Bóng Kiên Giang, từ từ sớm. Còn có bóng Quang Chỉ kia nữa. Lâu quá, cái quán này với tên Whis. Em mày lâu quá nha. Để bố mày lấy cái mền cho nhờ. Đó, uống cái gì đâu. Cái gì? Tên quán là tên wifi là gì? Cái gì? Đéo thể vui được về cái quán này luôn. Quán nhậu tên là Nguyên Hết. Nguyên SC. Nhưng mà tên wifi là 48379. Navi à? Cái này không đồng nhất. Đây là bác sĩ Hoàng. Đó. Đúng rồi, Tuấn Anh ơi, qua đây Tuấn Anh ơi. Mày có nhậu không? Qua đây nhậu với chị vừa đến này. 107 Bến Vân Đồn, ngay chỗ đường vào chung cư H2. Tuấn Anh ơi, mày đến chung cư H2. Thế là 6 người được giảm 300.000 kìa. 5 khách nữ được giảm 300. Qua liền đi em. Qua liền đi, nhà bàn mình vừa đẹp. 5 khách nữ qua liền. À, Vũ, nhắn vào nhóm sinh nhật chị Hà. Địa chỉ cho thằng Tuấn Anh qua đây, nhà nó ngay đây. Nào, một phát nào. Sau đi quán doanh thu nè. Góp ý là cái có là Tuấn Anh vừa mới đến. Chị vừa đi quận 6 ăn đồ hoa về. Mà uống được có 4-5 lon bia. Cái này là quà của cô gái Dubai. Tỷ hưu là mày có duyên. Con đi đây chưa có duyên vì ra trễ địp mày. Nó mang có 3 con thôi. Tỷ hưu để vào kết. Ừ. Bạn không, bạn này làm gái bên Dubai. À, qua đây đi Tuấn Anh vừa đến làm gái bên Dubai em nha. À. Dubai người ta rú đầu rồi này, hiểu không? Có nghĩa gác chân lên vai, đạp chân lên ngực phải rúi đầu. Em làm đồ cho chị Hà xong em ra đây. Đây nấm kim này, ở quán này rất nhiều đồ ăn ngon, công nhận nha, quán này đồ ăn rất lạ. Nó không giống như quán khác. Đây là món lưỡi bò hấp. Còn ngon nha, ngon như mấy bà. Đó. Mời các bà. Cho chị em tôi, cho nó gầy ấy mà. Rau củ rất tươi. Chị đi ăn hai tầng à? Ừ. Cái gì? Ai? Chị Hà và thằng Đạt đã yêu cầu chúng mình tặng cho hai người đấy cái áo này. Em đặt size bằng chị nha. Lùn hơn chị nhưng chị thích mặc rộng. Ô môi Thủ Đức thích mặc rộng. Em cứ mua đúng size của chị. Mua đúng size của chị luôn. Ừ, chúng mình ôm môi Thủ Đức với cả bên đây Lê Ngọc Hân. Đó, dạ. Bàn này này, bàn không? Bàn từ 5 khách tặng voucher 300.000 nữ nha.
Mày cứ xong tôi sẽ thầy cái địa chỉ vào đấy. Được rồi, tôi sẽ thầy cho mày, yên tâm. Tao vừa mới mua cái túi cho nó xong. Nhắn rồi. Mày làm gì mà chạy? Mày uống chậm. Uống còn chậm nữa. Rồi uống hết đi. Đứa này đứa nào đây sao tao không quen đấy nhở? Mày, tao không quen thằng này. Ngày chưa mất trinh đúng không em? Chưa vá chỉ đúng không? Tao xuống làm nha. Chơi ngày xưa em thon thả không? Em chính em ngày xưa đó. Nhưng mà đây là mày đã photoshop mấy vòng rồi. Chị hỏi là có ngày khác thấy ảnh thường hay không? Lại chưa photoshop. Nhỏ nhắn này. Hai này nhỏ thú to. Thú to đâu. Mẹ mai chúng đi về rồi, em hiểu không? Mai thằng này, hai thằng này nó về Hà Nội rồi. Chỉ còn ba chị em mình thôi. Nói chung là ra quán này có nhiều đồ ăn ngon, vắng vẻ, không có bóng. Chỉ có bàn này bóng thôi. Ba phải bóng thôi, ba phải bóng. Bóng chế đâu mới. Lúc ấy đi mua đi tập gym mới đang người đang biết đi là từng góc luôn mình cười lắm hết, nghĩa là nó đi tập gym, nhưng mà cái nhất là mình tập chân thì các bài của mình nó là như thế này. Duy Anh ơi, em đang đâu ấy Duy Anh? Chị vừa ra đây thôi, ra đây nhậu với chị. Duy Anh ra đây, chị bọn chị vừa đến, vừa uống được lon đầu tiên này. Đấy, chơi cỏ, hút cỏ này. Bạn này toàn chơi ma túy này. Cỏ bạc hà. Ờ, chị giảm cân mà Thanh. Này, bữa sau này. Cái món này nó gần đây, nó phải đớp với cái này. Em phải để ở gần đây. Em để kia nhạc vào lời chia tay. Đó. Đặng Thành Đạt, mày đang đâu? Đặng Thành Đạt có đây nhậu với chị không? Đặng Thành Đạt ơi. Đó. Nào đã tờ hoàn hồn chưa? Là một ly rồi xuôi mồm mắt mái nào. Thế quán này đồ ăn rất là ngon, mát mẻ, thoáng mát, sạch sẽ, toilet có máy lạnh. Toilet sạch mát bướm, rất sạch sẽ, đồ ăn rất ngon. Mày uống kiểu gì đấy? Thế đi. Anh nào? Anh nào? Để em nhổ cho mấy cái đinh. À, quán này nha. Hết chưa? Đất chỉ nó không nhỏ đâu. Tao lon 3 nhá. Chúng mày lon 2, tao sang lon 3 nhá. Đây lon tao này. Đây tao lon 2. Nguyễn Phương Nga, anh áo trắng đẹp trai quá trời, chị Trang ơi. Em ơi, em có đầu thai kiếp nữa cũng không bao giờ thuộc về em nha. Mình quên cái chuyện này đi.
định. Thôi chết rồi, nhan sắc của nó lại lên hương rồi. Hay một mình người quay hỏi đâu. Em là dâm quá sao người ta hỏi, còn chơi ma túy nữa. Em chơi ma túy công khai nên hít cái gì vậy, hút cỏ à? Học hỏi Trang uống bia, thêm một lát chanh dạ, con để đây để con đánh dấu. Không có chụp phải công nghệ va, không có mẹ chúng nó lại cầm nhầm ly của mình mà nó uống xong rồi. Ok chưa? Ăn nè rồi với tông đêm coi bà thoát hết. Chưa có tháo tóc nha, mới tháo mấy cái móc thôi. Xanh quá rồi. Cô gái vàng trong làng lừa đảo đấy. Chùm. Mày lấy nhuộm tóc mà tóc có đỏ, nâu đỏ từ chân tóc đến tận ngọn tóc đấy à? Tao biết là đéo nó. Hôm mà chị em mình ăn với em tình ấy, ở bên cái quán gì đằng kia là cho con uống bia. Tao là gì mấy con này? Tao là dân quận tư mà. Chào tâm linh đá gì? Bên đây bảy vòng xin chào. Áo chị Trang mặc mua ở đâu vậy? Ở ngoài Hà Nội em ơi. Đằng sau lưng cái áo là một con thỏ dâm loàn. À đúng không nhỉ? Cái gì nhỉ? Barbie. Một con thỏ hư đốn và say xỉn. Tim say xỉn dâm loàn. Chị Hà ơi, Vũ nó bảo là về nó sẽ mua tặng chị chiếc áo y chang này để chị mặc, chị uống cà phê chơi vậy đó. Ừ, bò bóp rái. À quên, bò bóp thấu. Nào kìa, nó mời lại kìa, vòng về kìa. Chị không nhớ địa chỉ đâu, thằng Vũ nó mua. Chịu. Cái gì? Thỏ dâm bắt đầu hiện hình. Không có lũ lụt nhìn chị Trang bết bát quá đây. Chị giới thiệu em nhá. Chị mới gom được một ít tiền từ thiện. Đó. Đấy, chị mới gửi tiền từ thiện hôm nay này. Đó, chị mới ăn chặt được từng đây tiền thôi em. Đó. Chưa có lũ lụt mà chị đã được đấy, chỗ từng đây thôi này em này. Đây nhá, có lại đây. Đấy, Trần Thị Trang chưa bảo là nhặt được quyển sổ. Đấy. Không có lũ lụt đâu. Cái này là hôm nay gửi, còn cách đây một tuần này gửi quyển sổ gấp đôi. Nói thế cho mày hiểu nhá. Lũ lụt tao bết lắm. Chứ có lũ cái chắc là tao phải 1000 tỷ. Không lũ được từng đấy thôi. Tao thích kiếm chuyện mà, tao kiếm mối luôn nè. Còn vài ngày nữa hết tháng 7 rồi. Lo kiếm ăn đi. Anh rất là cố gắng áp cái ảnh thôi mà hai chị em đi với nhau, chụp ảnh với nhau. Nhưng mà cứ áp lên cái là bị đó thì còn là ảnh đồ trị thương tâm. Andy của Trang thì còn 100 năm. Khổ lắm. Chúng mày thấy không? Tao ăn chơi từ sáng đến tối luôn. Không phải làm gì luôn. Trời ơi, tiền từ thiện nhiều lắm em ơi. Còn nói được câu gì nữa không? Để tối tới về tao quay nốt quyển sổ kia cho xem. Trời ơi, không có gì nhầu giàu nhanh bằng từ thiện. Dô. Thế là cuối tháng rồi, chị cô hồn tranh thủ đi lảng vảng nốt. Thôi để mai tao cúng cho một mâm.
hết nha. Thành công hay ảo lắm. Tao chỉ mong cho mày ảo được như vậy. Cho đi cục đá em ơi. Cuộc đời ấy, cuộc đời mà chúng mày ảo được như tao á, tao cũng mong chúng mày ảo. Ảo được như tao mà cứ quăng sổ tiết kiệm cỡ đó thì chúng mày cứ cố mà ảo. Cái bọn cả đời ấy xin số lẻ còn không có, chứ đừng mơ lo số chẵn. Sột ruột. Đấy, nhẹ nhẹ nha thành công. Nếu mà đói quá nhắn tin thì cho ít tiền, chị bố thí cho. À, không có chị MBD nào ra nữa à? Tuấn Anh gì? Tuấn Anh ra chưa? Tuấn Anh ra chưa? Đại chết rồi. Gì? Đâu, Tuấn Anh đi hôm trước với mình cơ mà, sinh chị Hà. Sinh nhật chị Hà cơ mà. Tuấn Anh bán đồ chạy ấy. Gơm lại bảo bốc phét có đẳng cấp đúng rồi. Bởi vì cả đời những đứa comment như vậy đéo bao giờ có cửa bước chân vào ngân hàng mà gửi tiền, thì luôn nghĩ người ta bốc phét. Fan chỉ lâu là mấy chai mấy say, chắc chỉ nghĩ khoảng 20. Đơn vị nhậu tính bằng cùng. Đấy, tao xếp tao xuống lon thì em mới con đĩ nha. Tao xuống lon thì nha, con bảy bồng kia. À đây là logo. Nói logo đi ơi, brand code. Chưa bóc tem. Cái mua mà thằng Phạm Thoại live stream đấy. À, được. Nhưng mà xếp đẹp. Được, trông hay hay. Brand code, mua một bộ. Quán này nhậu được không quá ồn. Nhớ gần đây này. Thế nên anh uống em mà thôi chứ nhá. À, uống em mà thôi. Anh ấy đang ở một mình nên mày bóng bẩy bóng. Sơn nó về rồi. Nãy Sơn nó rủ đi ăn đồ hoa. Ăn ở cái nhà hàng gì Phúc Kiến gì ở quận 6 ấy. Nhưng mà công nhận nha, lần đầu tiên đến một quán trong ngõ mà bán đồ hoa là rất là khó tính. Đông khủng khiếp và đồ ăn ngon khủng khiếp. Đồ ăn ngon lắm. Đã biết địa chỉ. Quận 6 gần nhà em. 6, 11, 10. Yên tâm, chị có tin nhắn là chị sẽ tự biết. Năm 513 xẹt 28. Tun Phạm đang xem. Tun Phạm có nhậu không mà Tun Phạm đang xem. Nhà nó ngay đây đấy. Nhà nó ngay đây. Mày biết nó không? Có. Quên của em rồi đấy. Tu đây, ra đây nhậu, tu này. Mày nhắn tin cho nó đi. Con view ra đây cái nào. Mày kêu nó với thằng Long Chun ra đây, chúng nó chắc mới biết đi làm về. À, chắc mới là đang xem kìa. À, mày không đang... trả lời luôn. Không, nó sẽ im lặng, nó thả tim xong rồi nó vào inbox. Sao lại bay nhà Từ Thiện? Thành công đừng bay chị nhớ em. Chị yêu em. Sao em lại bay chị? Không, Sơn nó không say mà nó uống có 3-4 lon nó đi về để mai nó giữ sức đi hát. Còn chị có làm gì đâu, ăn với nhậu mỗi ngày. Phùng Hồng thành công chứ đâu thành công. Là tất cả hoặc không là gì cả. Anh
Ý là mày bảo là em làm đi. Nên là có bao giờ có em đâu mà mất. Đồng môn. Chơi phò Dubai với phò Lê Ngọc Hân nè. Về đây là cướp khách rồi đấy. Anh em ngủ đi. Anh em ngủ với nhau đi. Hai cái anh ngủ với nhau đi. Nào nhanh lên uống xem đứa nào hôm nay anh múc nào. Mày chứng kiến đi, ân. Anh em mình là các thị trường. Đào, hai ngủ nào để xem nào anh nhanh lên. Bác sĩ Hoàng nãy giờ trên là hòn luôn. Trang nhậu vậy mà vẫn khỏe hay thật, ăn thịt nữa không bị bệnh. Em là gọi là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái thứ hai là em có chế độ detox mỗi ngày. Em uống bao nhiêu là trà thải độc mỗi ngày. Mình mà chết là đứa khác nó mừng. Mình thấy có một số đứa nhá, chỉ thấy có một số đứa ghét chị. Đã từng chơi xong không chơi, xong vẫn vào xem lén lút. Xong rồi xem lén lút hiện nick lên này. Em khỏe không? Chị vẫn ổn. Không, chỉ thấy vui lắm. Bởi vì những đứa nó ghét mình ấy, mà nó vào xem mình mỗi ngày mình vui lắm. Chị chưa về với Kiến về làm gì, nó đang ngủ rồi về làm gì em. Con chị đang ngủ đêm em ạ. Về giờ này thì ôm với cả ôm mông ôm miếc nó. Chào chị nhất thiết, em chào chị. Nào thì cô đưa uống với tao một ly nào. Không ra cái gì cả. Em mới chịu uống. Thằng khốn nạn này. Đây thằng em mình. Hôm trước được hát karaoke ôm mình bố tưởng là người yêu vẫn lìn. Hóa ra là bóc. Em vẫn còn một cái clip mà nó ôm chị dã man luôn. Em chưa làm gì đấy. Tại sao nó ôm tao thế nhở? Mày tại sao mày? Như là chị Nga ăn mùm ấy. Tại sao mày lại trỗi dậy mày làm trai à? Nó chính là trai đấy chị. Không bây giờ bạn là con trai con mày long này mày. Mày uống với tao mày định giả vờ à? Ê mày à bảy bông ba con đĩ này. Nó uống với tao cả ngày lẫn đêm. Nhưng mà lúc mà tao đi đón con đi học hoặc tao đưa con đi học, chúng nó bơi và tập thể dục và tập gym. Ý là mày muốn nó đưa mày về đúng không? Con thỏ hư hỏng. Trong nhóm này toàn trai thẳng á? Thẳng lắm luôn đi. Chào Duyên Tài. Hết nào. Đó, tất thăng lon mới nha. Chơi cục đá em ơi. Long đèn. Là sao? Đang dạy kỹ năng làm gái này. Màu tối, còn bên trên là phải màu sáng để quay được nhiều bức này. Thôi chị nghĩ là như vậy. Nhưng mà người ta bóng Dubai, bóng Biên Thùy nó đen. Mày bóng Hà Nội. Ý là em bây giờ là không còn khách nữa rồi. Nếu mà có khách thì chia sẻ nhá. Anh như là hàng ngày có những cái tin nhắn như là chị hỏi anh là đi qua em được
chị luôn luôn có những không phải chị luôn có những review phản hồi hôm qua em tuyệt lắm. Đi qua cô tuyệt lắm. Cháu nhận ra cô không? Hồi xưa cô phế cháu. Đi mẹ. Quên đâu rồi, quên mấy tháng nhận ra là ngày xưa là cô cháu. Mày phải nghe câu chuyện chúng nó. Khi chưa đi làm đào. Không sao, lúc đi làm đào rồi gặp khách. Khách thì bảo là ngày xưa cô bế cháu. Hóa ra cô chơi với mẹ cháu. Hôm nay cháu lại chơi cua. Đầu đang hơi dầu nhưng chưa gội nhá. Gội giờ này đêm nhậu về gội chết đột quỵ chúng nó mừng. Nên là thà ở bẩn chứ không gội đầu. Cha tóc trắng đẹp trai vậy nhịp mẹ. Môi dâm quá. Chị tắt. Em ơi chị ơi, em tần tần là xúc phạm luôn. Em với cả không không đây không nói gì đây, tự nói đây đây tự đi nói đi. Anh nhầm, anh đúng là anh nhầm sinh. Chị nhầm anh nhầm. Anh nhầm đạt người tới cả. Nhan sức tăng lên. Thăng Nga. Thăng Nga. Làm giá cao hơn. Bây giờ phải bảo là thay xa thở mang mỏi. Đây nếu ai cay đơn đẹp trai, chán thật sự ân ạ. Mày biết vì sao không? Mày nghiêm túc quá. Sao mày ăn mặc mày nghiêm túc quá? Mày thấy không? Đó, đây, chúng mày khen em trai tao đi này. Em gái tao này. Đó. Em gái tao này, chuột này. Đó, em gái tao chuột này. Cái gì? Trai, con trai trai. Cái gì? Con trai trai, con trai trai. Ừ, thế à? Ừ, ok. Đi. Người yêu gái, người yêu gái. Chị đừng quay đấy. Cái vẻ đẹp của nó thật ra ở đây này. Nào. Bỏ ra đi, bỏ tay ra. Người ta lại báo cáo. Báo cáo mèo. Ồ, má ta nói. Nào, sao nào mà bóng 7 bóng. 3 phải mời. Bóng quận 4 đi này. Đấy, bóng quận 4 đây. Bố mày là ôm ôi quận 4. Bóng chỗ nào? Đi mẹ tao láo tuét mẹ mày dám bảo nó dám bảo mình là bóng của tư mình là anh trang top anh trang top của tư vớ vẩn không được đâu uống người riêng phải bỏ cái ly xuống mày đào đôi chưa kia là cổng chơi em bóp mày đâm tao à quên tao bấm tao đâm mày mày bóp tao top đây bóp đã chào chị Rách Kỳ Quách. Cali của chị có vui không chị ơi? Bọn em đang vui gần chết. Đó. Một bà bóng Dubai uống với một bà bóng quận tư dưới sự chứng kiến của một ông môi quận tư. Anh Trang top. Trang chắc BD luôn phải không? Kỳ thị à? Mình chưa văn minh nha. Trang không có BD mà là Trang ô môi. Kỳ thị giới tính là không được. Trang ô môi xưa giờ ai không biết. Ô môi đẹp, ô môi xinh, ô môi cứng cáp. Các em yêu ngả vào lòng anh. Ô môi đeo nhẫn nè, cưới rồi nè. Anh Trang là uống sâm bổ lượng không à. Thì mày tóm lại vừa qua không thằng nặng thằng đạt kia. Mày có qua đây không? Qua đây. Vô nhóm này. Khi tình yêu đến, bu qua bu lại êm đẹp. Vào đây. Chưa biết đúng không? Các bà bớt cười là. Con mẹ rách cứ cười hoài. Cali bà có vui bằng Việt Nam không? Cali bà chắc chắn không vui ở Việt Nam. Ô môi mà mê cu có cái gì sai sai. Bà cứ làm như bà chơi tôi rồi. Mà cứ chê bà ấy bà. Bà ô môi chất luôn. Làm xong chưa nào? Là bác sĩ Hoàng. Mạnh mẽ một lần nữa nào. Mời ai nhỉ? Có, anh hỏi mà ai chứ.
Không, mày mời mà. Mày có uống đâu chưa, nổi yếu lắm. Đi, mày mày ai yếu? Mày á, cái thái độ mà chê người khác yếu mày tự uống mày à đi. Tự dưng người ta đang khao khát bóng Dubai. Mày người ta đang bốc khách làm đó thì không yếu. Rất ok. 20 cm rồi. Bao nhiêu? 20 cm rồi. Em khẳng định luôn cái này không nói dối. To hơn cả ở đây luôn. Cay nhỉ? Cay không? Mày cay tối mới chơi nó cho tao. Mày đâm vào cho tao. Cho nó chí lần ba luôn. Này này này. Bóng Dubai uống thế này nhá. Cái gì? Đấy đấy mày báo ơi báo đi đánh được chỗ rồi. Lo lấy pot. Lo lấy pot. Mày mê trai quá à? Nó chưa muốn đánh nhầm chỗ thôi. Ê, tao nghĩ rằng nó định đu rủ thằng này ra cầm cầu đụ một cái kìa. Cái quán này nằm ở chân cầu cam hết xuống đổ xuống nha mọi người. À, đúng rồi. Nào, giòn bia nào. Là ai? Con phò nào mà đưa hình đây? Ân, mày ngồi xuống. Tại tại sao mày lại phụ bạc tình của thằng Vũ? Con bồ mày thua nó 15 tuổi. Thảo nào đêm qua địp mẹ mày rủ đi nhậu nó tắt máy. Đúng không? Bác sĩ Hoàng. Đêm qua chúng mình gọi nó tắt máy. 15 năm trước tao đẹp lắm. Cái gì? Đúng mũi răng, răng xấu thôi mà tao đẹp lắm. Mày đưa ra bức hình buổi trưa đi. Không, với lại bức hình nó là cố tình làm xấu. Còn cái hôm mà thật ra không mày sai rồi. Bản chất mày xấu thì mày không thể nào dìm được và tỏa sáng được. Một khi công là công mà quạ là quạ. Đúng không cả nhà? Một khi bản chất là nhan sắc đã xấu thì không thể nào làm cho mình đẹp được, trừ khi phải phẫu thuật thẩm mỹ, mà phải gặp bác sĩ đẹp có tư duy tầm nhìn. Hồi 2017 ấy, em được tài trợ đi Hàn Quốc phẫu thuật cả mặt đấy nhưng mà vẫn không đẹp. Thế giờ sao lại đẹp vậy? Đấy là mình phải tu tâm dưỡng tính. Cái lồn. Đấy là buông bỏ. Ý là tâm sinh tưởng. Ý là em không chửi người nữa. Ý này. Mấy năm rồi không biết chửi ai luôn. Cái gì? Mấy biết chửi ai. Mà em giờ em giờ đấy em tu tiên rồi. Ừ. Đấy, hơn 2 năm chưa làm gì với ai. Không biết chửi ai vì không đứa nào thèm chửi. Không biết chửi ai vì không đứa nào thèm chửi. Đúng rồi. Hơi bị nhầm luôn. Lần trước có một con nhá, nó chửi đó. Năm kia. Nó chửi em trên báo. Nó chửi em trước mấy tháng trời mà em không trả lời nó luôn. Nó chửi hết các mạng xã hội luôn. À, biết là con. Nó bảo là thì nhờ, thế thì nhờ. Im lặng không bao giờ là vàng. Thế nhưng mà mình cũng im lặng. Em sai mà. Im lặng không bao giờ là vàng. Mình sai vì mình đẹp hơn nó. Khi mình đẹp hơn nó là mình sai con mẹ mày rồi. Khi mày giàu và mày đẹp hơn đứa khác là mày sai mẹ mày rồi. Nhấc cái ly lên. Ở đời này làm đéo quay sân si với người nghèo. Đéo ai sân si với mấy con xấu. Người ta chỉ sân si và chửi những đứa giàu và đẹp thôi. Em trước không trả lời mà em còn bảo tất cả mọi người là bạn bè của em một trò. Đừng có banh, đừng có banh anh. Em 99. Cái loại mày bao nhiêu? Con đi xin bao nhiêu? Gọi điện cho từng đứa một bảo không được banh. Mấy? Xạo lồn là không có gì vui nha. Ô mẹ. Đúng không? Các bà công nhận không? Các bà cứ để ý trên mạng ấy. Các bà công cứ để ý trên mạng này. Những đứa bị chửi, một là rất đẹp, hai là rất giàu, ba là rất hâm lồn. Thì tôi là đứa hâm lồn, không giàu và cũng không đẹp. Nên là kệ con mẹ chúng nó, cho nó chửi tôi đi nhậu suốt ngày. Hết chưa? Hết chưa? Lông đen, lông đen. Mày hết rồi, lông đen dày cỡ đó. Bà dạy cái quả cười cái gì? Không đúng à? Chứ mấy đứa nghèo, còn xấu nữa, đéo ai chửi.
ba bóng bảy bao. Bảy bao uống nào? Dạ. Mày uống thế nào? Em chữ sai không chịu. Mày nói cái gì? Mày nói gì? Mày nói đi mày. Ba. Mày uống như nào? Cha bảo cương. Ờ bố cũng chờ mày. Thái Mỹ Quế đang kế bàn chị luôn là con nào? Sao không thấy con nào cầm điện thoại mà nó lại bảo kế bàn mình nhỉ? Mày uống thế nào? Uống với tao mà mày uống thế này à? Ừ. Hello Bảo Cường, lâu rồi chưa đi Phan Thiết em ơi. Để mình uống cho thằng bóng 7 bóng bóng Dubai đi. Không. Lấy được con đẹp. Cho cục đá em ơi. Em ơi, cho chị nào. Rối đá rồi. Đây cái này nó đẹp. Mời. Đấy. Rách cái quái gơi bé thỏ này á, chị nhìn nó này. Nó đẹp cỡ này này chị. Chị nhìn nó này, xinh lắm. Đó, mọi người á. Mọi người muốn đẹp và trẻ như nó. Con đĩ này không đánh phấn. Không đâu đánh phấn. Đây mà đánh phấn này. Con này nó đánh kem chống nắng. Này, nhìn này. Chống nắng thôi. Ông dính gì hả? Chống nắng của em. Chống nắng của em. Đây là kem chống nắng nha. Đây, sang bên kia. Đúng không? Đó. Chỉ có tôi là đẹp, mẹ còn đôi mắt chưa tẩy trang thôi. Không có đánh. Ban tổ chức đây gì nữa. Tôi đã mấy bài rồi. Chị ơi, vào với tôi đâu. Tao tháo ở trưa nay rồi. Bởi vì sao ông về định gội đầu. Lúc tối về định gội đầu đưa Kiến Nhọc về. Thế là bố Cao Thái Sơn rủ đi nhậu. Thế là tôi chưa tắm gội đầu luôn đi luôn. Đó tôi nói với bà nghe. Nên là ai mà cần đẹp mà trẻ lâu ấy là gặp thằng Vũ. Căng chỉ hay tiêm miso hay tiêm những cái loại làm cho da đẹp là gặp nó. Tôi nhưng mà phải đăng nhiều gấp vào 5 tháng trước nhá là tôi có căng chỉ của nó. Màu tóc bạch kim đẹp cũng giống của chị thôi, chị rất kỳ quái. Nói chung ý là em căng chỉ của Vũ nên là mặt rất là khó. Em mà căng chỉ của Vũ mặt rất là khó. Nên là những chị nào á mà muốn trẻ lâu là phải căng chỉ. Đi thẳng lên lầu dây trái. Cái lồn gì đây? Chúng mày định làm gì nhau? Tao đang đi xem chuyện gì đây? Em nhắn vào group sinh nhật chị Hà đi, bảo chị Thủy qua đây vừa đến. Nhắn group, em cứ nhắn vào đấy. Chị Thủy ơi, chị Trang bảo qua đây nhậu đi. Vừa mới uống được 3 lon thôi. Chị Thủy vui lắm. Bà ở đâu? Vãi lồn đấy. Thế thì mày tóm lại là chúng mày đi tập gym hay chúng mày đi tâm sự? Nhắn chị Thủy đi. Chị Thủy vừa nhắn vào nhóm kìa. Bảo chị Thủy qua đi, mới uống được 4 lon thôi. Bà biết mà, chùm nhậu của Tư mà. Em bấm chữ A còng Thủy để ra bà. Ngày mai hai em gái tôi nó về Hà Nội rồi. Ngày mai em gái tôi về Hà Nội. Tôi nhậu nốt hôm nay thì ngày mai có nhóm ở, có một nhóm ở Long An lên. Tối mai tôi nhậu nhóm Long An. Đi đâu?
chị, em thấy nó đang tìm tài xế cho bạn thì ở đây này. Mà chị đâu? Không, thì là một đứa đến mặn lát không tìm tài xế rồi. Không, nó không đưa là chị nhìn thấy. Có qua đường người lạ này đấy đâu. Ê! Hơi lạ nhá. Mày định đủ ấy. Mày đi với tao, mày lại đi tìm tài xế. Trong khi mày ngủ nhà tao, mày ngủ với tao. Mày định tranh thủ à? Em vừa up clip xong, một thằng bác đi thẩm mỹ nó khen. Up clip lại đăng đi. Thế là một thằng bác đi thẩm mỹ nó cứ khen tăng đẹp. Thế là mày bụng thằng đăng đi làm khách à? Không, em đi. Em đi để chứng minh là em cũng đẹp đó. Chị đứng chắc đẹp lắm, bắt tuổi đó. Chị Thủy, đúng rồi. Chị Thủy ok, chị ra. Mọi người biết là vì sao không? Mọi người, Phan Diễm My, chị cảm ơn em. Mọi người biết vì sao mà em luôn đi nhậu không? Tại vì xung quanh em toàn những người năng lượng tích cực. Ngoài làm việc xong, kiếm tiền xong, mọi người sẽ đi nhậu. Sống là phải vui. Mình chơi với những người năng lượng tích cực, mình sẽ tích cực. Ăn nhậu mỗi ngày, chờ một bà bụng to như cái trống 7 lần định đi tư vấn cắt mỡ bụng và đi về. Ê, bóng 7 vòng, ngày nào đi Dubai? Cuối tháng ngày nào? Đi sớm đấy. Nhưng mà em đi một được không? Nhưng mà em được nhân sắc của anh để gọi ra đó. Tại vì chưa có visa là chưa có vé là ngày nào cũng được. Thế thì em có đi với chị lên Gia Lai không? Đi làm từ thiện, trung thu cho trẻ. Ở đâu chị? Mày đi không? Ở đâu? Đi một vùng rất nghèo, nghèo hơn con cục nữa. Chỉ cần những đứa có sức khỏe. Bê bác là được. Ok. Ngoài không có nhiều tiền nhưng mà bọn em không cần. Chỉ đợi 30 giây. Tại vì á, team của chị là những team đi của nhóm chị là đi nhiều năm rồi. Nhưng mà lần này cần đi thứ nhất là mình sẽ nấu ăn cho bà con nghèo, sau đó làm trung thu cho trẻ. Đi xe mà. Ngày mấy mình đi chị? Đi ngày 28. Đi đêm 27 dạng sáng 28. Xong rồi mình đấy mình trung thu cho trẻ xong rồi mình ở là mình là 27 là phải qua bên này, tối 27 là phải qua bên này. Ừ thì mình. Nhưng mà biết sao không? Đi những vùng đấy bọn em sẽ thấy rằng là bạn đang cho em thêm nghị lực đó anh à. Ừ, sang đây cố làm gái thì sau này kiếp này mình giàu hơn. Chị cứ gì hoài. Con là cứ đi làm kiếm theo. Nha, chị đẹp mà được. Tại lúc mà trước khi em đi á, bà chị với lại chị Hà mình đi ăn chay. Không, cũng đẹp rồi. Đi ăn chay qua quán chị Nhung ăn đúng không? Đi là người kia là cố tình chỉnh tay to quá. Chương trình là đứng để là đi xuống đây cho một nhậu tiếp đó. Nhờ đi những vùng xa ấy, vui lắm. Bây giờ ngày xưa em đi tuyến Tạ Nhịp Cầu, em đi tuyến miền Tây rồi, khổ dã man luôn. Riêng mà đi những vùng khổ ấy, mày gặp chị này, cả Việt Nam chưa đi. Nào đồng ý đi, con này. Cái lần mà chị về qua em làm được thể ở giáp biên giới đấy. Đúng rồi. Trong cái chỗ mà Khmer đấy, em nhớ hoài Khmer đấy. Khổ thật đấy chị ạ. Chị đi nhiều nơi lắm nên là chị cũng không nhớ được chị những nơi nào. Nhưng cả Việt Nam chị đi hết rồi. Em biết bà Trang từ cái thời mà đi học trường, em đi học trường á. Lúc đấy còn là Phan, sau này thành em, tới bây giờ luôn. Em biết đâu thì tôi thấy tập đẹp của đấy. Đấy là mày chửi bà, bức xúc luôn. Mẹ chồng ơi. À, lưng đẹp thì có thể chúng nó chửi mình, chúng nó giàu được mình mới sợ, chúng nghèo bỏ mẹ. Lưng của người khác nó sẽ cho khác, lưng của hoàng của người khác. Nhưng mà lưng đẹp nó cho mang hiểu không? Lưng đẹp thì nó cảm kiểu còn nó ôm được cái lưng nó vào tay đấy, tay ôm như này. Ý là phải hấp lưng. Mình chúng trong căn nhà ấy. Giọng bé thỏ mà làm MC thì hay lắm nha, truyền cảm. À, bé thỏ ơi chị ơi. Điệu như nào, thử một câu điệu nào. Tôi đừng mất hình ảnh đang giọng hay. Từ từ. Từ. Bọn đua xe vừa đi qua đang ồn. Chuẩn bị một câu điệu nào. 1, 2, 3, action. Anh nói anh yêu cô ta.
Xong. Anh ơi, anh yêu của ta. Xấu em. Bây giờ em có này nữa rồi. Đi mãi. Năm mươi thôi anh mà định đụ nó à? Nhưng mà nói là mình ấy Hoàng muốn để cho mọi người biết là có nghĩa là Hoàng nào, bác sĩ Hoàng hay Hoàng Ân? Hoàng Ân. Anh ơi, mình giống như một căn nhà ấy. Hoàng không cho nó bước vào nhà. Hoàng chỉ chụp cái hình cho tôi. Thật như là chúng nó muốn xem toàn bộ từ trên xuống từ dưới lên, từ có xem ngay chẳng ngay chưa từ đằng sau lại. Nách cũng được, dây 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 nách cũng được, không cần đấu. Yeah. Nhưng mà lồn đưa bảo giữ được. Mở 9.16. Ôi, các bóng khách rồi chị ơi. Cuốn cuốn nhau lắm đấy này, chết rồi chia sẻ khách cho nhau à? Em mở 9.16 mới rộng. Dạ. DVD. Chào Phú Gia Lý. Địt mẹ. Địt mẹ chúng ôm nhau rồi. Hai con phò. Một. Hai con. Mày sai. Hai con phò đang trao đổi Natabay khách hàng. Một con thị trường Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng. Và một con thị trường Dubai. Cồn nữa, hai con này cồn nhỉ? Huỳnh Thanh Bảo ơi. Nên mới lên phường mấy lần. Nhà em chỉ có vài bình bóng. Giờ bỏ rồi. Rồi. Cái gì? Uống 5, 4, 5. Thôi chết tao rồi. Này là nhà chị là chống rồi. Thôi. Ta về với nhau rồi. Thôi tao xuống xe một điều hòa ngủ. Thôi. Hoàng ơi, tối nay chỉ cả em ngủ ở xe một điều hòa. May quá xe rộng. Xe rộng uống chưa? Khách tu vài mấy liều. Cái gì uống chưa? Ê công, ê mày mời ai? Không, tức là hồi nãy là nguyên bàn mình uống đó chị. Uống rồi. Nhưng mà hai con nói nhỏ. Hai đứa chúng mày rộng rãi cho nhau, chúng mày bảo bọn tao uống. Hai đứa phải uống trước đi. Bọn tao tự uống với nhau cho mày. Đúng không mà? Bọn mình khách Dubai thì chỉ có đụ mãi thôi. Cái gì? Lâm Nhật Thanh công rủ em dậy, em là ai quen không? Chị không có nhậu người là em ơi. Thông cảm nha, nhà chị nhậu bê đê không à. Uống nhiêu? Em rộng rãi cho em à. Chúng nó hai con bán dâm với nhau, chúng nó uống 50 là việc của chúng nó. Mình hết đi cho đàng hoàng. Bà Thủy bán đủ đấy ông nhỉ? Nhà bà gần đây lâu thế. Uống 4-5 lon với chị là trước đó là chị đã uống 4-5 lon rồi. Tuấn Anh ơi, đang đâu qua đây? Chơi 3D vui nhỉ? Đời này vui nhất chơi với chị em mẹ bạn gì. Lon mới nha mấy con đi ơi. Em cho một lon đi, con đi này định giả vờ à? Bố mày mà đã cầm bay bia lên là công nghệ va chuẩn lắm. Này lon cũ này, lên lon cho thằng này ơi.
Mày điên à, bố mày lên lon mới. Lên lon mới cho chúng mày đi. Chúng mày uống hết đàng hoàng coi. Em hết cái ly đó đi rồi lên lon mới. Em uống hết mới là lon mới luôn á. Lon mới chị thì hết lon cũ đó. Không ý là mình kết thúc cái lon cũ, tao lon mới rồi nè. Thỏ ơi, em chồng mông em thông thì em lâu ra thế, mà sao rời uống bia em ra sớm vậy? Diêm Đoàn ơi, bà nội mà nhậu cầm điện thoại bà con thỏ đấy, nó cũng vẫn uống đầy đủ ấy mà, nó đái cho màu nó đi đó. Điểm số với anh 7 bồng. Còn mua sắp tay đấy thì lấy còn bia 100 bồng. Ờ, cuộc đời này vui như đi nhậu chứ biết làm gì. Đây là đấy lý do vì sao ấy, chị sẽ chỉ ở quận 1, quận 4. Tất cả dàn BD của chị đều ở quận 4. Vừa nay chị mới nhắn mắc cốt, nó kêu bảo tôi đang ở Xê Lam, là với cả chạm sạc ở bên chỗ Trần Hưng Đạo, chở thôi tôi ngồi bên này cho nó mát. 7-8 nhóm rủ nhậu nhưng mà tôi thích ngồi quận 4. Tí tôi đi về xe ôm cho rẻ. 16.000. Đi xe ôm 16.000. Mày làm gì đấy? Ờ, giáo viên chị ạ. Ừ. Chắc tao sợ mày quá à, 7 vòng. Con đi 7 vòng này. Nó đang dọa mình đây. Em công nhận không? Riêng mà con bóng An Giang này, à con bóng Kiên Giang này, là An Giang, à, con bóng Bảy Núi này, tên nó là Bảy Núi, nó là con bóng Bảy Núi, tao bảo nó có bóng 7 vòng, con bóng An Giang, à khi nào mày đi Chùa Bà Châu Đốc thì mày gặp nó, sao vậy? Đây, 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 bữa anh quay cái phim của An Giang, núi gì An Giang mà? Núi Sam. Núi Sam, núi Cấm. Lên nhà sợ chết mẹ ta muỗi xong rồi ở một tháng ở đấy uống. Ôi giời ơi. Em ơi. Em đáng lẽ ra em phải biết nó sớm hơn. Nó sẽ bú cho em mà. Rồi, mẹ khách sạn một cả cái chai chống muỗi mà xịt cả người rồi. Không, về nó là anh sợ lắm. Lấy xả. Uống một cốc cà phê đi mẹ. Toàn sữa thôi. Em à, lần sau em về An Giang, em phải gọi cho con đĩ này. Nó đến, nó bú, nó truyền độc cho em. Thì là không có con muỗi nào đốt em được. Em này, anh. Anh em ra đây Hà Nội ạ. Em cứu khách của anh ơi. Đau gì? Không sao, từ từ. Mày nhặt thôi, đừng nắm tại baby baby one more time của mẹ. Không, có thầy như thế, còn đi quay có cảnh nữa. Thôi, đang nghe là cứ cũ đi. Ấy, thầy làm chỗ nào gì đâu á. Đâu đang live stream. Đang vừa chờ mở đơn đấy. Sáng mai lại chuẩn bị tiêm đi nhá. Không ấy. Anh muốn tiêm á? Em sáng mai anh đánh đóng đây để cho ẩm tự nhiên. Một anh rồi, một anh rất nhiều đấy. Nhưng mà nhá, coi thường miền Tây chứ. Kinh này. Núi Cấm, núi Sam. Nói chung à, tao đi nhậu 20 mấy năm trời mà tao chưa giờ tái cũng đéo dầu đỏ luôn. Chị nhớ cái đầu tiên mình nhậu không? Cái chỗ mà
cả đốt đấy. Mẹ em bị dã man luôn, chân truyền cho em với cả Mỹ Phi đấy. Chân truyền đi mẹ. Mình cộng nó 100 lần vẫn chân truyền. Đi mẹ cái thằng lồn. Con đi gọi được con thỏ gì? Ruffit. Ruffit lăng loàn. Ừ. Con thỏ lăng loàn Ruffit. Rơi rồi thịt. Đi mẹ nhậu mình 100 lần là 100 lần về nằm thở như chó. Ngủ tao nói là mình dậy 6 giờ đến 11 giờ trưa nó vẫn chưa ngủ dậy. Trời mấy chị ơi, mấy chị đừng tin con thỏ dâm loạn này. Đi nhậu với nó nha. Là em về ngủ với nó. Em già rồi em về ngủ với nó. Nếu nó vào Sài Gòn nó ngủ với em. Nhưng mà em ra Sài Gòn, Hà Nội 6 giờ em dậy, đánh răng rửa mặt 6 rưỡi 7 giờ đi ăn sáng. Rồi 11 giờ trưa em gọi nó. Nó vẫn chưa dậy để đi ăn trưa. Thế mà nó kêu à nó đệ nhất tin tiểu. Vô Sài Gòn chị em nhậu với nhau. Em còn đi làm gái nhậu nhiều bàn. Rồi em về em ngủ. 6 giờ sáng em dậy đưa con đi học. Nó vẫn ngủ. Nó còn đi tập gym, nó còn đi bơi, nó còn ngắm sai. Nó còn 2 tiếng nó tập, nhưng không phải 2 tiếng tập mà nó tập 15 phút. Đi ngắm sai 1 tiếng rưỡi. Quay clip mẹ. Cái gì cái gì? Chân tay còn tao. Em đi bơi thì anh ngắm. Ừ đúng. Thì thôi bây giờ chân tay còn tao. Nó thích tao. Ừ được. Tao phải xuống nó bơi cùng nó. Nhưng mà mày mới mất 1 tiếng rưỡi đúng không? Đi tập gym 1 tiếng rưỡi cái đéo gì? 2 tiếng nhưng mà 1 tiếng rưỡi ngắm. Tao hồi xưa đi tập gym mà 1 tiếng rưỡi ngắm dai. Xong mà 30 phút còn lại là chụp hình vẫn 10 phút. Rồi nó chỉnh ảnh vẫn 10 phút. Tập đúng 10 phút. Ờ dai ngắm mày ok. Tất cả trả lời đồn nhá. Khi em nói là em được mẹ em chân truyền đi nhậu. Tất cả trả lời đồn. Gặp bảo anh. Như lời đồn. Như lời đồn. Mà em chứ. Tao hồi xưa tao đi Hà Nội tao ngủ với nó mà, tao ở nhà nó mà. Xong mà nhậu y chang nhau. Chưa kể tao đến đây tao quán này. Bàn bên kia quen, bàn bên kia quen, tao uống quá trời như làm gái ý. Em về đấy là chị đang ở nhà hay gì. À, mình đi nhậu các bạn. Xong 12 chị em về cùng ngủ với nhau. Sáng sau 6 giờ mình dậy. Mình đi ăn bún ngan, bún ốc mẹ rồi. Nó vẫn ngủ. 11 giờ gọi em ơi dậy chưa qua. Long Biên Riverside. Ăn trưa với chị. Dạ, em vừa dậy. Để em ship một đơn hàng. Rồi em qua đi mẹ 1 tiếng xong mới qua. Tài xế qua đến nơi vẫn chưa xuống. Trời ơi. Này mày mũ mà mời anh. Không mày mũ đi. Hai con làm nghề mời đi. Hai được anh mời đi. Không phải. Nói chính xác là riêng na tâm với khách hàng của tôi. Nó là rất rộng lớn. Thôi chị ơi, vì em thỏ áo hồng hát hay bỏ qua cho em thỏ. Uống như vậy. Mày nhắn đôi nhóm mới xem chị Thủy. Lết thì đâu rồi. Mày nhắn là chị Trang bảo chị Thủy ơi. Chị Trang uống 3 lon chưa thấy chị đến. Trong khi nhà chị cách chỗ nhậu này chưa đầy 700m. À. Đúng rồi. Chị mà đi mẹ mái tóc thì sơ, đỏ lòm. Đi hát chưa mặc áo sơ mi, gài vào quần jean hoặc quần tây, bụng lòi ra khỏi bướm. Nhà chị cách đây có 700m thôi. Tí nữa mọi người sẽ đến gặp chị Thủy nấm. Chị Thủy nấm Bắc Âu. Chị ý có một dòng nấm Bắc Âu. Nên là Trang hay đi uống rượu. Mà Trang uống rượu ngâm. Là ngâm nấm Bắc Âu của chị ý. Uống vào chỉ có sung và khỏe. Nếu ai có chồng yếu sinh lý, liên hệ chị Thủy. Lâu lâu có ít nấm Bắc Âu. Chị bán cho một cái lá cái này này. Về ngâm 5 lít rượu. Chồng mỗi ngày uống 2 ly nhỏ. Chơi cả đêm. Chạy vòng vòng. Đi chơi cả đêm. Mày cứ bú đi, xì gà gân mày bú luôn cũng được. Mày yếu sinh lý bảo chị.
chị cho mấy ít rượu. Em không yếu nhưng mà em thích đi chơi cả đêm. Có rượu mà chị rượu. Ngâm nấm Bắc Âu. Không mua. Bắc Âu không quen rồi. Đó, dày cỡ này. Không quen. Cái nấm dày cỡ này em mỏng nhất. Còn không cỡ này. Cái độ dày cái nấm. Cỡ này khoảng 21 năm tuổi. Nấm gì kìa? Nấm Bắc Âu. Chị Thủy có. Ở nhà chị đây có mấy cái bình này. Cái bình cao nhất là cái bình ngâm 10 năm đấy. Và chị ngâm nấm đỏ bác không? Em để một lít đi, để em đi chơi tí. Đấy là anh ăn rau tí. Ừ. Bà Trang thấy bà vậy thôi, bà sưu tầm đậu hành hiếm không đấy. Thì bà ấy... Đấy. Nhài, kể cả là mật gấu. Anh ta tính nói luôn đấy. Mật gấu của chị, mật gấu Nga. Em đang mua hai cái mật gấu đấy mà cả tiền công tiếp viên sách về 100 mấy triệu. Mất tiền là phải tốt. Ê này, tại sao chúng mày phải gửi gắm lồn vậy? Lấy số nhau. Đôi khi là anh à, em có khách đi Dubai anh nụ đi. Anh à, khách Dubai em về Hà Nội đây. Số điện thoại của con đi làm gái rất xấu. Đấy, nó phải kín chứ. Lâu thế. Bà Thủy. Chúng nó sẽ báo giá cho nhau. Người chơi lòng có khách rồi. Tùy theo feeling. Khách làm mình sướng mình bo khách 500 đô. Không phải chị Thủy anh Thuận đâu chị. Mày nhắn chị Thủy đến đâu rồi? Chả qua giải tiêm tiết căng kích rồi đẹp rồi. Bịp mày. À, không không trả. Trả mang vào đây. Trả vào trả ngon rồi. Ê mày. Để ý mày chị ngồi đi chị. Đây hay chị ngồi đây gần chị Trang. Nghe nói dạo này chị tập gym à. Mày để cho cả đồng mộng mạng luôn. Nhìn thấy tay kia đang biết tập rồi, tay kia đang tập. Tay tập à? Mày xinh à. Dạo này tay nhỏ rồi nha. Kìa, hai con kìa đấy. Kìa. Em chỉ đưa chị bảo. Dạ. Y mồm ra chị bảo. Mở ra chị xem. Giúp chị chiên cỡ khoảng 5 miếng. 5 miếng thôi. Ít thôi chị ạ, vừa thôi. Ừ, chiên chỉ 5 miếng. Cái lồn 5 miếng cắt mỗi miếng thành 10 miếng nữa. Đây chị Thủy. Dạ, em thưa chị. Người đàn bà đang sở hữu những dòng nấm và rượu nấm. Uống mà chơi cả đêm không chán. Ờ, cái gì đấy? Cái môi à? Chị vào tụ à, nhà chị gần nhà nó. Nguyễn Tất Thành. Đúng rồi. Chị em nhà mày gần nhau. Cho lần bia đi em ơi. Hai con phò này, một con phò là làm bí ở Dubai. Em kia đang đi ói. Tập ở đâu, quận 10 à?
kali của tử. Chứ rồi em ấy cũng nó thôi. Em cũng nhưng còn ở chỗ đen thấy giống quận 10 chúng ta sẽ có tử. Kali tập quận 10 đúng không? Quận tử. Kali Gold View. Có em hay tập đến mà. Lạ lâu. Đá đi thêm một lon bia chị đi. Bọn em mỗi đứa 6 lon rồi chị. Em từ nãy rượu của người Bắc Âu. Chị này là chùm. Dạo này giờ cũng chuyên toàn quen với chị rượu của em. Nó địp mẹ bảo dạo này toàn quen với chị uống rượu ý ạ. Quen chị ấy chị. Có thằng gái kỳ quá. Hát hay lắm nha. Hát rất hay và rất dâm. Đúng là gái ngành. Chị làm gì chị mới mà em để mà. Ngày xưa em hay tập tư lắm ấy, nhưng mà bây giờ em bên kia nó tại trường này em tập bên kia. Không, 500cc. Bơm 500cc. Nó bơm. Nó tập cái gì đấy, uống gì đấy? Nó chăm tập thật. Uống cái đàng hoàng đi cho nó 6 lon mà, chứ lon nào mà lại uống thế à? Tôi quay thật. À chị ơi, nhà mình có điều kiện không phải tiết kiệm. Nhà mình có điều kiện chị uống đàng hoàng đây. Em làm cái đéo gì mà chị phải sợ, đây quay đây uống đi. Chưa đến. Uống chưa đến đâu. Nói chung là chị Thủy uống lèm phèn lắm các bạn ạ. Người ta mà Con người ta mà thấy. What happened? 487-79 iPhone 15 là mới ra nhưng mấy con đĩ nha. Đấy, tôi gọi mạng cho cảnh tái. iPhone 15 là mới ra. Đây, tôi gọi mạng. Sao lần này mày không đi nữa? Sao mày không đi tập nữa? Sao giờ này mày không đi tập nữa? Tao cho vui. Tập với chị em không có tiền, không có tiền tập chị. Con bẩn tính nhỉ? Con này bẩn tính. Bà hỏi mình là tại sao mình không đi tập. Mình kêu là mình đéo có tiền, không có tiền tập. Bà bảo mình bẩn tính. Chị em kỳ cục. Em ơi, cháu chém em ơi. Mẹ ta đi mày lái, tao mình đóng cho mày được. Dạ không chị. Em mà không có. Em không có nhu cầu vay lãi mà. Em ơi, vấn đề là em nhà em không tập, em không tập. Nha. Chắc như mày ấy, mọi người đóng cửa. Không ạ, à, em không nhu cầu tập chị. Chị ơi, phòng tập nó gặp em đóng cửa. Nhưng quán nhậu nó mở, nó gặp em là open. Ngày nào em chở nhậu. Mày khác đéo chị đi tập. Tao thề đấy. Gì đấy? Sai tao cả nhà chết đấy. Đừng có liên tiên thế đấy. Gì đấy? Con này bắt đầu liên tiên em bực mình. Chuyện gì đánh nhau à? Nó nghĩ vú va vẫn. Chuyện gì? Làm chị hoang mang quá. Bởi vì là em khuyên chưa rồi không em. Ôi má ơi. Thôi. Nó là cái số mấy hôm nay, số 7. Số 7. 7 gì? Sơn thân du học số 7. Số 7 cũng khuyên được. Không nghe theo lời khuyên của ai hết. Ồ em xong 11 được rồi đó. Ê số 11 số đặc biệt nhé. Có căn hàm đi. 23 tháng 8. 23 sinh ngày 23 luôn ấy. Người tạm nương đấy. Nhưng mà lại kể tam nương tại sao người ta cứ kiểu như lên án cái việc làm đờ như vậy nhỉ? Nhưng mà chính là chị thấy nó có cái không, gì chị, đâu không chị ơi không mất cái gì cả, không mất cái gì mà chị nhảy trong cuộc đời nó đang vui vẻ chị ơi. Dạ chị nhảy trong nhà đang vui vẻ chị đang đang trời ơi chị chưa biết là bà tạo động lực cho em ghê gớm lắm mà chưa thấy đâu trời ơi làm gái mà chưa thấy đâu à quên tức là cuộc sống nó là như vậy, nhưng mà chị của mình, tạo được của mình nó là như vậy. Đấy, chị ơi, hôm nay em 36 tuổi, em đẹp như này mà em đi chưa được chẳng kiếm luôn. Nó bo lại cho em ạ. Nó bo ngược lại cho chị. Đi làm gái mà bo ngược lại tiền cho khách. Cảm thấy hạnh phúc happy. Chị uống mãi trên ly hả chị? Thôi chị uống một ly. Thôi.
Mẹ điện thoại hết con mẹ pin rồi này. Thôi các mẹ ngủ đi nha, tôi vào sạc pin, tối tôi phải còn livestream bán hàng nữa. Còn mưu sinh. Cũng sao đây? Nhiều. Mày nhiều tao biết. Thì mẹ sẽ uống theo thằng này đây. Ui giời ơi, dọa bố mày này. Nó dọa mình rồi chị ơi, mình ở đây mình nói dân quận tư giống mình đấy. Chị bỏ cái đũa xuống chị. Không nhưng mà quận tư chỗ em toàn tắt đèn đi ngủ xuống lắm. Chị đừng có cắt, chị uống cái đàng hoàng coi. Cắt đi. Bóng mày bóng. Thế nè. Mày mới đi đái hai lần. Đây là công nghệ va đang cầm live stream nãy giờ. Kể từ lúc nhậu đến giờ tao chưa đi đái lần nào. Một lần là gặp một anh. Mày đi đái hai lần. Lần một mày gặp một anh. Mày bảo anh ơi hôm qua mình gặp ở nhau ở đây à. Anh ấy lắc rái ra đi. Sau đó mày về. Nhưng mà sau đó là bác sĩ Hoàng đi đái. Mày bảo ui chứ Hoàng nó say rồi để em lên tìm nó. Đi đâu anh? Xong rồi lại hôm sau anh về mà nói là em là nhà mẹ thôi. Ai say quá? Chị gái ơi, mình ra chơi người ta 6 lon, chị chưa lon nào. Lần sau của mẹ em, bởi vì em ơi, đấy là việc của mày, nhấc cái lon lên. Nhưng mà 7 ngày em không chịu. Kệ mày, mày. Xong em sợ hôm sau anh về Hà Nội, anh lại nói là ôi giời em cũng là can, không muốn can bảy bồng ở trong Sài Gòn uống yếu xìu. À uống mà tiếp khách không có được. Ê. Em sợ lắm, nhiều đấy. Không tao không thích. Không em no lắm rồi. Không, mày vẫn bú được. Em bú được uống say nhưng mà em no lắm rồi. Để cho em nó vui. Bà im ngay em hồ mê. Mày uống xanh một mình mà chết một mình ý. Em đi đái đã, dùng trước. Em đái được. Điệp mẹ đái lần ba. Đái gì gọi là cái gì nhỉ? Thật yếu. Không phải. Thật đó là đoàn dự đó. Đoàn dự. Đoàn dự người ta ấy tay này người ta tự ấy ra chứ. Bây giờ mày ấy cái này ra thì nó cũng... Tay yếu thì... Tay thì đái thôi. Đái là không có tay được. Đái là tay đâu. Ra đây tập nấm Bắc Mỹ. Đấy, thấy chưa? Các bà thấy tôi live stream từ đầu đến cuối cho các bà nhìn thấy chưa? Vẫn chưa hết pin. Cuộc đời này ấy, chỉ có chúng nó đi đái thôi. Chứ còn anh trai chúng nó vẫn ngồi yên. Họ tao bảo Hà là tao về tao lấy đợt này tao ở nhà không còn, tao lấy cho cái Hà mấy ký tao tập cho nó uống. Ông già nhà mình, cái tư tư mà ông già nhà mình giảm chỉ số xuống chất sốt, bác sĩ còn ngạc nhiên trong đó bị đột quỵ chết. Ủa? Ông già nhà mình á. Nó lòi mới ra đây là nó ăn phải. Ông già nhà mình ông tư nhưng mà chỉ số cơ quá tốt. Bác sĩ không bảo ông già bác. Thâm gì? Ai đâu? Cả lúc nãy bên kia cũng uống hai lon. Bên kia uống hai lon, bên kia uống bốn lon. Anh nhắm máu gì? Anh nhắm máu gì ấy? Bê đê. Máu gì vậy em không uống đỏ? Bàn này chúng mình có một nhóm máu chung. Nhóm máu LGBT. Đây. Chào Cherry U. Uống đi, họ tiến xanh lại à? Hôm nay chị nhậu đây này Cherry U, y như đã hẹn hôm trước. À. Mày đỡ cái chị này này. Mày đỡ tao, mày đỡ làm sao? Chị mày á, yếu lắm. Chị ạ. Cái gì? Có lần nào chị không đưa về đâu? Chả, có lần nếu nào mày nhậu với tao không em về. Không có anh Thái em. Tại vì là hôm nay chị không có chủ định nhậu. Hôm nay không có chủ định nhậu quán này vì à, tối đi nhậu với Cao Thái Sơn bên kia. Mà nó uống được 4 lon nó về. Chị chán quá chị mới đi. Thôi mày uống hộ bác sĩ Hoàng đi. Mày đỡ hộ nó chứ nó uống được gì đâu. Thôi chị vào đây. Chị em san sẻ. Bớt liếm đi, tao không có cảm xúc với cái liếm của mày. Mày có liếm nữa tao không thích mày ơi.
Trời ơi. Ồ. Chứ không phải là mày thèm nó à? Hay mày thèm thằng Ân? Cái gì Đoàn Thủy mà xem gì vậy? Sao sao sao? Đoàn Thủy á? Facebook Đoàn Thủy. Ôi chị ơi. Chị em mình cũng là mày thế à? Đoàn Bảo Ân. Đoàn Bảo Ân à? Ân rất là ngon. Ờ sao kia? Ngon thì mày lên khá lên tiên. Con của chị hơn tuổi thằng Ân đấy. Không không. Không lắm hơn rồi á. Chết mẹ rồi, mùng 7 tháng 10 chị ở Hà Giang giải chạy rồi. Để dắp biên ra đây. Em không đổ gì đâu. Nào mạnh mẽ một lần nào. Đây để chị vào làm tin nhắn nhá. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nhé, vào đọc tin nhắn con Quỳnh ạ.